ấy như này xong rắn rết để nó chạy. À cũng có một nhà nó kéo này. Hay là cái đường dây nhà này luôn đấy chứ. Xin chào mọi người nhé, hôm nay dẫn mọi người đi triển khai một thuê bao mà nó đi. Nói chung là cái đường dây này nó rất là linh tinh. Đấy, sẽ đi phải đi men theo cái bờ tường ở đây và đi lên cây. Cái này mấy bữa là nó lại ảo mất này. Không hiểu tư vấn viên với lại đội đi khảo sát kiểu gì nữa. Ở đây sẽ phải đi băng qua ấy này. Bây giờ cái gói cước bây giờ là 165.000. Là mà nguyên wifi mọi người nhé. Ở cái gói đây là gói nông thôn, thành thị hoặc là các thành phố thì nó sẽ có cái mức giá khác. Nhà này cũng đi qua như này. Mình cũng sẽ đi theo cái dây này. Ở khu này lúc nào mà họ xây nhà xây cửa đây này lại toang ngay gì đâu. Cái cột nhìn thấy cái cột mà chán đời. Đây là cái đường dây của nhà khách hàng đây. Đường dây điện của nhà khách hàng đây.
Đây nhá, đây là cái cống này. Ở như này rắn rết để nó chạy. À cũng có một nhà nó kéo này. Hay là cái đường dây nhà này luôn đấy chứ. Nặng đấy nhỉ. Nặng thế. Nặng quá nhộng. Đây cũng là cái dây của nhà họ. Hình như đợt trước họ dùng VNPT hay sao. Đúng rồi, dây của VNPT. Dây của VNPT anh em ạ. Ui giời, mẹ còn xa phết đấy. Mình sẽ kéo thêm 50 mét nữa, 410. 410. 418, 120. Ba trăm bảy mươi là đủ. Tám ba bảy năm một hai ba bốn năm. Ui dồi, xấu quá. Đây kéo triển khai thì nó dễ thôi anh em ạ, nhưng mà sau này vận hành bảo trì nó mới gọi là dùng rợn chân tay luôn, đúng không? Có mỗi cái đường dây điện mà này không ấy được, không làm được, chán thật. Con đi lên cây.
không có một cái cột điện nào anh ạ. Nhìn này mà cũng đi lắp cho khách được. Tải thật. Như này thì được 5 bữa nửa tháng là nó lại hỏng mất. Mình sẽ buộc tạm vào đây đã, để mình sẽ chốt căng dây. Thứ bao này thì nó rơi khoảng độ 200m mọi người nhé. Từ ngày mùng 1 tháng 8 khi mà mọi người lắp đặt bất kỳ một nhà mạng nào cũng đều phải mất phí là 300.000 phí hòa mạng. Chỗ này hơi cao rồi nhá. Mình muốn buộc sang cái góc bên kia để nó dài dây một chút anh ạ. Chẳng hạn như nó có đứt thì mình sẽ nó dễ dồn hơn. Mình sẽ cho nó cua về đây. Mẹ cột này chán đời thế. Không có điểm nào mà chốt vào ấy anh ạ. Cái ná này thì
khả năng đi chéo rồi. Ở đây thì mình sẽ chốt vào cái góc này. Thuê bao này cũng chắc cũng không dùng được lâu. Thấy nhà tạm bợ lắm anh em ạ. Còn thừa ở chỗ này thì mình sẽ dồn ở điểm này để chẳng hạn như có bị đứt dây thì sẽ dễ dàng mà thu lại dây để có thể nối. Đấy, mình sẽ dùng cái chỗ này để mình dự phòng anh em. Ở đi cây thì anh em nên dự phòng nhé, vì kiểu gì nó cũng đứt. Tỷ lệ đứt ở trên cây cao lắm. Ví dụ người ta có chặt một cái cành cây này thì nó bị đứt này. 3 Và vâng, đang làm gì đây bà? Dây của nhà nào không phải? Dây ở nhà ngoài này bà. Ngoài nhà kia hả? Vâng, sửa. Ở đây là nhà bà hai nhà à? Cả bên này với lại nhà bên này à bà? Vâng, thay lại dây. Phải nói là thay lại dây anh em ạ, không người ta không cho kéo qua đâu. Kéo như này phải đi rất cẩn thận.
mình sẽ kéo dư ra khoảng 4 mét này. 1, 2, 3, 4, 5. Nghe sếp ơi. Kéo được không anh ơi? Đang kéo. Trời, kéo sang bên nhà thì tới bên nhà của em là em chỉ chỗ đặt quả thay được. Rồi. Để mà muốn nép qua cái thẳng cái bờ tường này thì anh em buộc đuôi này là nó sẽ nép qua cái bờ tường, thằng này không có lỗ để chọc vào cơ. Gọi lắm đấy nhỉ. Xe này nó nhỏ thế. Kiểm kê rồi. In chưa? In rồi. Gọi. Gọi cái đéo rồi gọi. Gọi để lên rồi lấy để một tí nhá. Ở cái ngăn giữa ấy. Mẹ khôn như khôn thế. Anh có chuyện tôi chú cách đây một tháng thì không rồi làm việc. Giờ đến lượt chú mà chú còn kêu. Gọi công ấy hàn vào thì mẹ đéo nghe máy. Hả? Thiếu ao. Các ông khôn thế. Lúc chưa gọi mà mới hàn vào ấy. Thằng đéo nào cũng tắt máy. Sáng rồi đấy, lên dần đi. Lên dần đi, sắp xong rồi. Chết rồi, hết đầu phát rồi nhá. Hết đầu phát rồi. Còn mỗi một cái. Lúc chưa đứt một tủ cho nên là mình phải dùng 6 cái đầu phát. Gọi mấy thằng cò kia mà nó không nghe máy. Bực thật, nó cầm máy hàn mà nó không nghe máy. Đợt trước thì cái nhãn tủ đánh ở giữa, đợt này lại xuống dưới này. Mấy cái tủ bên đối tác họ thi công họ làm rất tốt anh em. 270. Ngày xưa là tủ mấy anh em công trình thi công đi. Ở
gọi là không đạt chuẩn luôn. Tủ hộp cáp nhìn phải phải đẹp đẽ như này. Chết rồi anh em ạ, mình quên dao cắt rồi. Quên dao cắt rồi. Mình quên dao cắt ở trong báo hiệu rồi. Lúc chưa đi ứng cứu quên mất rồi. Hưng TQ19. Một 14:21. Ở ngoài tủ hộp cáp thì anh em phải đóng ba ảnh. Giờ mình sẽ di chuyển sang về nhà để mình sẽ đấu nối ở trên nhà tủ 14:21.
sếp ơi. Vâng. 950 đổ lên anh ạ. Có loại thấp nhất là 950. Vâng. Loại rẻ nhất là hê nhất là 950 anh. Vâng, mua đứt luôn, mua đứt luôn, áp hết bất phía hàng. Còn có loại thiều hạ. Có. Loại thiều hạ là nét hơn ạ. Bất chi xe mày. Cái đấy là tốn hết rồi đó. Vừa lắp vừa là xe nhớ vừa là combo hết mà. Đó. Ba hai anh ạ, ba hai. Ba hai dùng thoải mái mà. Nếu mà mình để chuyển động thì phải chục ngày. Còn nếu mà anh để lưu full thời gian thì khoảng độ 4 ngày liên tục. Vâng. Và. Về đi sếp ơi. Ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Không ba bốn sáu. Ở đây anh em copy luôn cái dòng Zipon này. Cái gì anh? Xuống nhà dưới đấy á. Nhà dưới đấy anh. Mười bốn hai mốt. Chưa đấu nối được này. À, tủ 21 bị sao á. Ôi, thế không đủ dây rồi. Anh không bảo sớm ấy. Đây, đến nhà thợ chạy qua lớp tường yếu. Không còn lỗi nào đâu, không còn lỗi nào đâu. Đấy, thế đi chăm đi qua cửa đây này, chắc là đủ. Anh thử kéo cái dây này xem nó tới không. Ở đây không có cửa sổ à? Ở đây, ở chỗ anh kia có cửa không? Anh ướm xem nó đủ không? Được không anh ơi?